chị em, tên được cha đặt là Tâm Cam. Từ thuở ấu thơ, Tâm đã mơ về hơi ấm tay mẹ. Sẽ có ngày Tâm thân này tìm ra là thoát về nơi ấm em. Sinh ra trong gia đình bố ta không thương mình, thương thay cho thân phận đời cô Tâm. Vui chơi hay xa đã giống chơi đi la cả, không quan tâm ai trời ơi con cá. Lừa Tâm lấy hết cả Tâm, một mình cắm một vỏ ốc trên cùng về nhà. Tâm ơi chớ lo, hạnh phúc sẽ đến với người thật thà. Ôi ya, ya 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 ya, ôi ya, ya 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 ya, ôi ya, ya 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 ya, ôi ya, ya 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 ya. Bông 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 bang bang lên ăn cơm bàn cơm bạc nhà ta. Bông 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 bang bang cho ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Bông 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 bang bang lên ăn cơm bàn cơm bạc nhà ta. Bông 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 bang bang cho ăn cơm hầm cháo hoa nhà người.
chua thế, xin thư rằng quả khế ăn vào thì chắc là chua. Vâng vâng, chua thì để nấu canh chua. Quả gì mà da cưng cưng, xin thư rằng quả trắng ăn vào thì nó làm sao. Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Quả gì mặc bao nhiêu áo, xin thư rằng quả pháo ăn vào thì chắc là dai. Không dai, nhưng mà nổ đít hai ta. Cũng đang trên sân. Quả gì mà gai chín chín, xin thư rằng quả mít ăn vào thì chắc là đau. Không đau, thơm lần từng mấy hôm sau.
Hãy subscribe.